be deployed in 5 seconds. I need backup. Prepare for engage. Ok. Và mình sẽ đi support cho bạn John của chúng ta. Một vị tướng xạ thủ mà có lẽ là đã gắn liền với rất là nhiều những quả phốt rất là lớn rồi. Vâng. Vị tướng xạ thủ dành cho trẻ trâu rồi, vị tướng xạ thủ fit nhất hệ mặt trời, các kiểu con đà điểu. Và hôm nay thì mình sẽ bướm. Cá không ăn muối cá ươn. Bạn lại cứ cưỡng lại mình để chăm đường bạn gọi là vẹo thôi. Bướm. Thật là cảm giác khuê lòi anh em ơi. Kéo phát nào trúng phát đấy. Đúng có thấy sửa phát nào cả. Đi về. Dừng tim bạn lên đấy. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Thank you. Mấy giờ bắt gì á? 9 giờ. Như mọi hôm thế làm sao phải hỏi nhỉ? Cứ đến hẹn lại lên thôi. 9 giờ chúng ta bắt gì? Giờ này là giờ của Liên Quân rồi. Cẩn thận. Dừng tim bạn đấy. Hold on, I need to recover. Đi ra đây. Láo với cả thầy giáo này. Okay, chúng ta có dòng rồi. Nhưng mà lại lủng mất một mạng ở mid rồi. Hơi đáng tiếc tí rồi sao cả. Anh em lùi về nào. Mid nó chuẩn bị lên đây các anh đấy. Ôi, chào mọi người nhá, chào Hammer. Để anh mình quẩy một trận nó đàng hoàng một tí. Không anh em lại bảo là chơi Grack ngu mà bữa này cứ cầm Grack. Rồi anh Thư ơi, chặn sau nha em. Á đủ. Ghê nha. Hold on, I need to recover. Retreat. Ôi, cứ mình đến. Đậu xanh. Từ đã, mình phải mở. À, mình đang mở 4G mà. Ăn chim. Mình tưởng mình đang chơi wifi. Nhưng không ngờ mình đang bật 4G rồi. Ghê nha. Anh em tí nữa mình làm cái quả kéo siêu phẩm cho anh em coi. Kéo hơi sớm rồi. Rồi không phải rồi. Dám đùa với cả Minh Béo trong tay của Tuấn HC à? A đủ. Ghê gớm vậy. Đến lúc bị mình kéo thì lại trách đời sao lại gọi là áp. Ok, chào mọi người nhá, chào Emmy nhá. Chào tất cả mọi người. Ván sau nhá, anh em nào chơi cùng mình thì ván sau nhá. Ván này mình đang chơi solo. Trời ơi, đang có bùa xanh luôn này. Cái lề gì thốn. May cho bạn là bạn chạy nhanh đấy. Chạy chậm một tí thôi là bạn gọi là xanh cỏ đỏ bộ luôn rồi. Thế bói. Trời ơi,
làm gì mà đặt ulti sớm vậy? Có cần thiết phải như vậy không? Mày đùa. Đùa. Ganh ai không ganh đi ganh Tuấn HC. Quá sai lầm. An enemy has been defeated. Ném luôn. Rồi, chúng vào đủ. Quay cũng được luôn. Đủ. Đau nha. Cái quả ông gì nó khó chịu ghê. Giáp thống khổ nào. Nếu các bạn đã hành tâm muốn biết thì sẽ sẵn sàng trả lời. Ok, chúng ta có con rồng tiếp theo rồi. Cái trận này phải gọi là dừng quá là nhàn luôn. Không cần phải đi ganh top làm gì cả. Tù ngựa. Phải nổi. Why? Tại sao vậy? Tù. Trời, vậy cũng được luôn. Vậy bừa mà lại trúng anh em ạ. Vô lý. Ló cái mặt ra đây và các bạn sẽ được gọi là tận hưởng giây phút tận hưởng cảm giác học sinh cấp 1 này. Mất cân hết máu. Cùng xá được cái méo gì. Còn bị nó bắn cân chết. Nhục quá nhục. Tây rồi. Quá tuyệt vời. Té. Đâu mà gãi gà rừng. Mặt nâu mà lại đãi ra cho nó bây giờ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, bạn béo là bạn béo. Bạn béo mới suýt một mạng thôi. Một mạng chưa nói lên được điều gì anh em ơi. Cố lên bạn béo. Bạn béo kết quả hơi vô duyên tí nhưng không sao cả. Tôi tin tưởng đó là một sơ suất rất là nhỏ của bạn béo thôi. Cái lề gì thôn. Một kéo hẹo luôn. Your team has destroyed a tower. I need backup. Ôi, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Chào tất cả anh em. Ăn dòng. Chén nó. Thôi đi dòng ơi, từ bỏ cuộc chơi đấy. Chết đi dòng. Chết đi. Rồi, ok, dòng hẹo rồi. Ai đẹp tốt đây. Đủ. Ok, đánh luôn. Quất luôn, trời đù. Một tơn quăng xích trượt rồi. Ôi dồi, hay quá. Natalia đến thời điểm này quá là mạnh rồi. Không phải là dạng vừa nữa rồi. Shut down. Cái gì đấy? Trời ơi, ông ấy đu vào người mình. Đầu phòng đu vào người của tôi thì khác gì tự sát đâu bạn ơi. Đu người tôi thì phản đam ngay. Gì đây? Mình làm gì đây? Ơ đủ. Em mà không giết được nó, chán ghê. An enemy has been defeated. Thích liều ăn nhiều à? Hả? Thích liều ăn nhiều không? Chết. Ô, Mấy cái thanh niên củ cải này. Đủ. Ô, máu vậy bạn. Bạn không sợ chết à? Ô, lần đầu tiên mình thấy một thanh niên không sợ chết anh em ạ.
thí chủ. Thí chủ có cần hồ máu không? Có động phòng. Wow. 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 Thôi, anh Levi, anh đi về. Đi về ngay. Anh Duca. Anh tên là Levi, đi về luôn đi anh. Đừng có làm gọi là đừng có chán đời mà sinh nông nổi. Sợ nhất là mấy ông chán đời sinh nông nổi không? Ăn kinh công đi. Ừ, được đấy. Chén nó. Rồi, chúng ta có kinh công rồi. Ôn mít luôn. Ôn mít các cậu ơi. Đây, tôi bắt luôn được thằng này. Đây, chả có bạn nào đi ra đây cả, chán các cậu đấy. The jingle crack. Tuấn chưa đổ ai về. Ok, cảm ơn Amy nhá. Cảm ơn Amy rất nhiều. Thank you em. Đổ ai đâu, đổ ai như thế nào? Chạy hộ gái. Dám ra đây trêu đùa với cả Tuấn Xê à? Vô lý. Ô, thế mà nó vẫn chết à? Đi đâu? Con trâu. Rồi, chết luôn. Còn kéo mà còn đòi chạy à? Vô lý. Uầy, lộn này đấy. Lộn là hay. Đến từ vị trí của Valet. Các chiếc bạn đây đã phải lên bản đến 4 rồi. Ấy ổi. Các cậu ơi, đánh nồi cơm điện. Đánh cái nồi cơm điện. Chạy là hay. Lên. Đập nồi cơm điện đi các cậu ơi. Ấy ổi. Đù. Win rồi. Yeah. John được MVP á, vô lý vậy, đáng em phải MVP cho tôi chứ. Quá là hư cấu. Cộng tiền. Ô, hôm nay tuần mới à? Ồ đúng rồi, hôm nay tuần mới này. Ui, quên không ăn X2 vàng rồi. Chán thế. Ra mua X2 vàng.